Phụng tiên sinh ngày 4 tháng 3 năm 1999, quê quán tỉnh Khánh Hòa. Cô đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh là một ca sĩ đầy tài năng của làng giải trí Việt Nam. Cô được mọi người biết là học trò của huấn luyện viên Tóc Tiên tại chương trình The Voice 2018. Tiếp đến sự hợp tác giữa Vũ Phụng Tiên và ca dịch trong Đau Vậy Đủ Rồi đã tạo nên bản hit 20 triệu views. Gần đây sự xuất hiện của Vũ Phụng Tiên ở vị trí ca sĩ hỗ trợ trong chương trình Đình Đám Rap Việt mùa 2 đã khiến tên tuổi của cô tiến thêm một bước đến với những người hâm mộ. Lúc nhỏ trong một dịp tình cờ, cô nàng được chị gái mình cho nghe một bản nhạc nước ngoài, giai điệu của bài hát đã dần dần khiến cô say đắm. Từ đó cô nàng bắt đầu niềm đam mê với âm nhạc. Xem hình ảnh, thông tin mới nhất về Phụng Tiên trên Hay Một tại đây. Xem thêm, ca sĩ Lục Huy là ai? Mảnh ghép nổi bật của nhóm nhạc Uni 5 có thể nói Vũ Phụng Tiên là gương mặt mới toanh mới ra mắt trong làng âm nhạc Việt. Nhưng bằng khả năng cảm âm, chất giọng hay Vũ Phụng Tiên, hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều tác phẩm hay mang đến cho khán giả. Con đường đến với âm nhạc của Vũ Phụng Tiên. Tham dự cuộc thi The Voice 2018. Sự nghiệp ca sĩ của Vũ Phụng Tiên bắt đầu từ chương trình The Voice 2018. Trong quá trình tham gia cuộc thi, cô nàng được đánh giá là một thí sinh nặng ký, bởi cô là một trong số 5 thí sinh không cần tham gia vòng casting của mùa 2018, mà lọt thẳng vào vòng giấu mặt. Ở vòng này cô nàng đã thành công chinh phục được các vị huấn luyện viên. Cuối cùng cô về đội của Tóc Tiên. Đến vòng đối đầu thì Vũ Phụng Tiên không được chọn để bước tiếp. Nhưng may thay Nu Phước Thịnh đã quyết định cứu cô nàng này về đội. Sau cố gắng ở vòng đo ván, may mắn không mỉm cười với cô nàng khi thua với điểm số cực xít sao là 15/21 và 16/21. Cô phải dừng chân trong nuối tiếc. Tuy nhiên với những gì mình đã thể hiện, Vũ Phụng Tiên đã được khán giả biết đến. Sau khi rời cuộc thi, Vũ Phụng Tiên tiếp tục phát triển sự nghiệp ca nhạc của mình bằng cách cho ra các sản phẩm âm nhạc cá nhân. Trong suốt thời gian hoạt động, cô cho ra một số ca khúc do chính cô thể hiện và cover gồm Lỡ Thích Anh Mất Rồi Chẳng Gì Là Mãi Mãi Quà của Em, Dancing With Your Ghost, The Weeknd So Sick Say Do Bad Habits, You Right Không Lý Do. Cô có lợi thế với những ca khúc tiếng Anh, do đó đa phần các sản phẩm của cô là cover các bài hát nước ngoài. Dù chất giọng ca hay nhưng cô nàng vẫn chưa tạo được nhiều tiếng vang và được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Mãi đến khi cô kết hợp cùng với ca dịch trong sản phẩm Đau Vậy Đủ, rồi mới khiến mọi người bất ngờ vì sự lột xác để từ phía Vũ Phụng Tiên. Sự kết hợp này đã tạo nên siêu phẩm có đến 20 triệu lượt xem. Không chỉ thế, Vũ Phụng Tiên và ca dịch còn thực hiện bộ ảnh đôi tình tứ khiến dân mạng thích thú. Nhờ vậy mà cái tên Phụng Tiên thu hút được sự quan tâm và chú ý từ mọi người. Sự xuất hiện gây bất ngờ của Vũ Phụng Tiên trong Rap Việt mùa 2. Tại tập 8 của Rap Việt mùa 2, Phụng Tiên xuất hiện với vị trí ca sĩ hỗ trợ. Ngay trong phần thi mở màn của thí sinh 16BZT, Mai Ngô, Phụng Tiên đã thể hiện ca khúc Hơn Cả Nó Kìa. Dù chỉ xuất hiện ở vị trí ca sĩ hỗ trợ nhưng nữ ca sĩ cũng tạo được hiệu ứng với khán giả. Việc tham gia ở một chương trình đình đám như Rap Việt cũng phần nào khẳng định được tài năng về âm nhạc của Vũ Phụng Tiên. Đồng thời đây cũng là một cơ hội để nữ ca sĩ đánh bóng tên tuổi. Và đây sẽ là bàn đạp để cô nàng phát triển trong thời gian tới. Vũ Phụng Tiên mới đây đã gây bất ngờ với giọng hát ngọt ngào trong Lệ Lưu Ly cùng DT tập rap. Trong Ca Sĩ Bí Ẩn mùa 6, tập 9, cô thành công mang đến bản hit siêu cuốn mà ai cũng sẽ thích khi nghe lần đầu tiên. Rapper DT tên thật là Nguyễn Ngọc Đức Chí, sinh năm 1993. Anh là một rapper thành viên của nhóm Team. Đức Chí cũng tham gia chương trình Rap Việt mùa 2 và 3. Hiện bản kết hợp này đang làm mưa làm gió trên nền tảng TikTok. Không ít người dùng buông lời khen có cánh cho visual và giọng hát cực lạ tai của Phụng Tiên. Fan âm nhạc hy vọng đây sẽ là bước đệm cho cô nàng thêm nổi tiếng trong thời gian tới. Video vừa rồi của Tiểu Sử Ngôi Sao liên quan đến nữ ca sĩ Vũ Phụng Tiên là ai? Qua đây bạn đọc đã phần nào biết được sự nghiệp của nữ ca sĩ này. Nếu thấy hay bạn hãy like và subscribe cho kênh Tiểu Sử Ngôi Sao nhé.